Vào mùa hè năm ngoái, thị trường trà sữa bùng nổ vì sức hút quá mạnh từ kem muối biển. Bài học ngày hôm nay, hồng trà kem muối biển. Đầu tiên, rót 100ml bay. Sau đó đánh bông lên. Tiếp tục cho thêm 200ml sữa tươi. Một trăm gram bột muối biển. Đánh. Cuối cùng cho thêm 50ml base rồi đánh tiếp. Sau khi đánh xong, kem muối biển sẽ có độ sệt như thế này. Chúng ta đã có kem muối biển ngon tuyệt rồi. Bây giờ bắt đầu bước làm hồng trà kem muối biển. 100ml nước cốt hồng trà. Hai mươi ml đường. Lên. Đổ ra cốc. Tiếp theo cho đá. Bước cuối cùng, rót một muỗng kem muối biển. Thêm một chút nữa. Bạn chỉ cần ăn một muỗng kem muối biển là bạn sẽ nghiện ngay. Nếu bạn không tin thì hãy thử. Ở trong bài học tiếp theo, tôi sẽ kết hợp kem muối biển với hồng trà vị dừa. Hẹn gặp bạn ở video tiếp theo.